Thì ra là như vậy. Cuối cùng mình cũng đã gần biết hết bí mật của những cổ máy ngoài hành tinh này. Thật là khủng khiếp quá đi. Được rồi, tới phiên cổ máy thứ hai, là phần cuối cùng của kiến thức quan trọng này. Nếu biết được nó, mình sẽ hoàn thiện tất cả. Lúc đó khả năng hồi sinh lại chúa tể của mình sẽ thành sự thật. À, chạy đi mọi người, nhà khoa học Tim Emin, mau thoát khỏi căn cứ của chúng ta. Lũ người ngoài hành tinh tấn công vào đây rồi. Chết tiệt, sao bọn chúng biết căn cứ của chúng ta ở đây mà tấn công chứ? Đây, các cậu có sao không? Lũ Tim Emin khốn kiếp, mau trả lại những thứ kim loại chứa đựng bí mật của chúng ta ra đây. Các người dám chiếm đoạt đó, bây giờ bọn ta sẽ hủy diệt lợi của các ngươi. Chết tiệt, là bọn chúng à? Sao bọn chúng biết ở đây mà tới tìm chứ? Này, các cậu có sao không? Nhà khoa học, ông đã tìm ra được sự thật của những thứ kim loại đó chưa? À, tôi tìm ra gần xong rồi. Tốt quá, vậy hay mau, hồi sinh lại chúa tể tài thành Tim Emin của chúng ta đi. Này, thời gian gấp rút, mình không thể nào nghiên cứu được toàn bộ sự thật. Như vậy là đủ rồi, mình sẽ cấp tốc đến nơi cất giữ thân xác của chúa tể tài thành Tim Emin, hồi sinh ông ấy lại. Chết tiệt, lũ Tim Emin, các ngươi thật cứng đầu. Mau, giao nộp thứ kim loại của chúng ta lại đây. Nếu không thì nơi này sẽ biến thành cát bụi. Hả, bên kia, có kẻ bỏ chạy kìa, mau đuổi theo hắn. Chết tiệt, bọn chúng phát hiện ra mình rồi. Nhanh lên nào. Phía trước thôi, cơ thể của chúa tể tài thành Tim Emin đang ở đó. Chỉ cần sử dụng công nghệ bí mật của cổ máy ngoài hành tinh đó, áp dụng lên người của ngài ấy, chắc chắn ngài ấy sẽ tỉnh dậy. Lúc đó sức mạnh của ngài ấy có thể đánh đuổi lũ ngoài hành tinh khốn kiếp đó. Đằng kia, tên Tim Emin cuối cùng định bỏ chạy ở đằng kia. Mau bắt hắn lại, chắc chắn hắn biết được những thứ kim loại bí mật của chúng ta ở đâu. Chết tiệt, lũ người ngoài hành tinh này, mau tránh ra. Cầm mồm đi lũ Tim Emin khốn kiếp. Còn tên phu trợ tài thành Tim Emin nữa, chính hắn đã tấn công bộ tộc của chúng ta, cướp lấy những thứ quý báu của chúng ta, đem về cho các người nghiên cứu. Bây giờ lực lượng của bọn ta đã hồi phục lại, bọn ta kéo quân tới đây để đòi lại tất cả những gì của bọn ta đã mất. Thứ bí mật của các ngươi đã được ta tìm hiểu toàn bộ và lưu giữ trong đầu ta rồi, các ngươi không thể nào lấy lại được nữa đâu. Mau tránh ra lũ chết tiệt. Mẹ kiếp, rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt hay sao? Anh em đâu, bắt hắn về đĩa bay của chúng ta, trả tăng hắn đến khi nào hắn khai ra toàn bộ sự thật thì thôi. Lũ khốn, ta không dễ bắt nạt đâu. Các người có ngon tới đây hết đi. Chết tiệt thật, lũ khốn kiếp này, làm tốn nhiều thời gian của mình quá đi. Được rồi, nhanh chóng lên đường thôi nào. Đây rồi, cơ thể của chúa tể Titan Tim Emin được cất giữ bấy lâu nay ở đây. Cuối cùng, ngày này cũng đến. Mặc dù công nghệ của người ngoài hành tinh mình chưa nắm toàn bộ sự thật, nhưng như vậy đủ tin tưởng chắc chắn sẽ khôi phục được ngày ấy sống lại. Đến lúc rồi, ngày cần phải sống lại để bảo vệ thế giới này, bảo vệ loài Tim Emin của chúng ta. Nào, hãy tỉnh dậy đi, chúa tể của tôi. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Sao lại xảy ra trục trặc thế này? Không, tại thành Tim Emin. Khốn kiếp, sao bây giờ lại biến thành phân rã cơ thể của ngài ấy chứ? Chuyện gì nữa? Không, là sao thế này? Không lẽ đã có gì đó nhầm lẫn trong kiến thức mà mình đã tiếp thu từ những cỗ máy ngoài hành tinh? Chết tiệt. Báo động đó. Mau, cho những thiết bị máy móc công nghệ cao của chúng ta, mau chia ra tất cả những vị trí ở hành tinh này, tìm bằng được những thứ kim loại quý hiếm chứa bí mật của chúng ta, và tên Tim Emin cuối cùng mang áo trắng đó. Lũ người ngoài hành tinh, các ngươi không cần phải điều động máy móc đi tìm ta đâu. Ta là Tim Emin cuối cùng đang ở đây. Thứ công nghệ khốn kiếp của các ngươi đã xảy ra lỗi và biến đổi ta thành ra thế này. Cấp báo, xuất hiện một tên tài tình Tim Emin khác,
cẩn thận, cẩn thận. Chết đi, chết đi. Lũ quái vật ngoài hành tinh đáng ghét. Các người không chỉ là những kẻ lợi dụng công nghệ cao của mình để xâm chiếm làm hại hành tinh khác. Ngay cả bí mật của các người cũng chỉ là toàn lừa dối. Bạn kia, tình đại tình TV Man này đã ứng dụng công nghệ của chúng ta. Bạn mạnh quá. Tại sao lại thành ra thế này? Future TV Man, rõ ràng ông ấy lấy những thứ công nghệ của bọn chúng, nói rằng bí mật đó có thể hồi sinh bất cứ ai. Vậy mà khổ kiếp, mình phải ra ngoài không gian tìm bằng được Future Titan để hỏi rõ chuyện này. Đâu rồi, sao lại không thấy gì hết nữa thế này? Mình đã lang thang ngoài vũ trụ cả mấy tháng trời rồi, nhưng chẳng thấy tung tích của Future Titan TV Man. Gì ở đằng kia vậy? Cứu ta, ta giành cái chân này trước rồi, mau tránh ra đi, ta sẽ cưa lấy cơ thể của hắn. Là lũ quái vật bồn cầu mà. Chết tiệt, lũ khổ kiếp, các ngươi đang định làm hại ai đó? Chết hết đi. Đúng là lũ rác rưởi mà. Kẻ nào đây? Cái quái quỷ gì thế này? Sao giống như Future Titan TV Man vậy? Cảm ơn người đã giúp ta thoát khỏi lũ sâu bọ đó. Không thế nào. Future Titan TV Man, ông là một chiến binh không gian, ông không thể nào bị thương. Kẻ nào có thể làm hại ông chứ? Nhưng mà khoan, mấy năm trước ông tấn công một bộ tộc ngoài hành tinh độc ác, lấy được những bí mật kim loại của bọn chúng, giao cho loài của chúng tôi và bảo chúng tôi nghiên cứu. Tôi đảm nhiệm và tìm ra toàn bộ gần hết sự thật ở trong đó. Nhưng đến khi hồi sinh lại chúa tể của chúng tôi đã chết, Thì cơ thể của ông ấy đã phân rã, Rồi tự động lắp ghép vào người của tôi, biến tôi thành một thực thể tái tình mới. Là sao chứ? Cái gì? Ngươi là một thành viên của loại TV Man mà ta đã giúp đỡ năm đó à? Chắc có lẽ các ngươi đã hiểu lầm bí mật của thứ kim loại đó. Trên đời này không có thứ gì hồi sinh được sinh vật đã chết đâu. Nhưng tại sao năm đó ông nói bí mật của thứ kim loại đó sẽ giúp loại TV Man của chúng tôi hồi sinh lại mà? Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ta nói bí mật của thứ kim loại đó sẽ khai mở ra một loại công nghệ đặc biệt giúp loại TV Man của các ngươi sẽ mạnh mẽ hơn, xuất hiện những chiến binh khủng khiếp hơn, chứ không phải là hồi sinh một ai đã chết. Thì ra là vậy. Nhưng khoan, rốt cuộc ngày tại sao lại bị thương thế này? Lũ tài tình thượng cổ từ trong hố đen xuất hiện, đánh nhau gây ra những chấn động vô cùng lớn. Ta và hai đồng đội khác đã ngăn cản bọn chúng, nhưng bọn chúng quá mạnh, đánh cho bọn ta bị thương. Cái gì? Chết tiệt. Vậy thì để tôi đi xử lý bọn chúng, báo thù cho ngay. Không, dừng lại đã. Bọn chúng khổng lồ và rất mạnh. Ngươi không phải là đối thủ đâu. Đúng rồi. Hãy sử dụng bí mật công nghệ trong thứ sắt thép ngoài hành tinh ứng dụng lên người ta, phân rã cơ thể ta và lắp ghép lên người của ngươi một lần nữa. Cái gì? Làm như vậy khác gì giết chết ngay chứ? Không còn nhiều thời gian đâu. Dẫu gì ta bị thương nặng rồi sẽ chết mà thôi. Mau đi, ngươi phải ngăn cản lũ tai tình thượng cổ đó, nếu không liên hành tinh này sẽ bị hủy diệt mất. Nhanh đi. Vậy thì tôi xin lỗi ngài. Tôi xin lỗi ngài. Chết tiệt. Đồ khốn kiếp, các ngươi hãy đợi đó, ta sẽ phân rã sạch sẽ các ngươi. Chết đi. Bọn tai tình bằng khổ kiếp, nơi này sẽ là tai tình lửa bọn ta thống trị. Vùng đất này sẽ biến thành lửa, tất cả mọi thứ sẽ cháy như ngọn đuốc. Khổ kiếp, nơi này sẽ thuộc về tai tình bằng bọn ta, tất cả mọi thứ sẽ thành nước ta.
nào chống với bọn ta đều sẽ trở thành cát bụi. Dừng lại, lũ Titan chết tiệt khốn kiếp. Đến lúc rồi, ta sẽ tiễn các ngươi về lại cội nguồn của mình, về lại cái thế giới bóng tối trong cái hố đen các ngươi đã ra đây. Gì thế này? Lật những tên Skibidi Titan nữa à? Ba tên không biết tự lượng sức bị bọn ta đốt cháy tiêu diệt. Bây giờ tới tên thứ tư này nữa. Khổ kiếp, nếu hắn muốn chết thì cho hắn chết. Mẹ kiếp, lũ Titan lửa này đúng thật là lợi hại. Nhưng mà công nghệ sắt thép của bọn người ngoài hành tinh ứng dụng lên người của ta cũng không phải dạng vừa đâu. Thực rắc rưỡi này, một mình ngươi đòi chống lại hai thực thể bọn ta, chịu chết đi. Cảm ơn, ta không phải là thứ rác rưỡi, mà ta là một TV-man. À không, bây giờ ta đã biến thành một đấng tối thượng tái thành TV-man. Đến lúc rồi, ta sẽ phân rã các ngươi, để các ngươi không có cơ hội quay về nhà của mình. Quái quỷ gì thế này? Được rồi, mình quay về trái đất, bảo vệ giống loài TV-man của mình, rồi sau đó ra đa hành tinh để tiếp tục thay thế những phiêu chờ tái tình làm công việc của họ.